Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức giao lưu nghệ thuật Hưng Yên Đinh Ninh Lợi Bác. Quốc hội tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 khóa 14. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến một số vấn đề về kinh tế xã hội. Các địa phương thực hiện nhiều giải pháp tiêu thụ thịt lợn. Nắng nóng khiến bệnh nhân nhập viện tăng. Công an tỉnh triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề tại huyện Đơn Thi. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 19 tháng 5 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Hưng Yên Đinh Ninh lời bác. Tới dự có các đồng chí Võ Văn Thường, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Đại tướng tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành phố. Về phía tỉnh hương yên có các đồng chí Đỗ tiến sĩ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Đỗ Xuân tuyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn phóng phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, các tướng lĩnh quân đội, công an là người con quê hương hương yên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Mở đầu đêm giao lưu là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng với các tiết mục ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tái hiện hình ảnh vùng đất và con người Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến cách mạng, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng quê hương trên đường đổi mới theo lời dạy của người. Phát biểu khai mạc đêm giao lưu, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ nhấn mạnh: Đinh ninh lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các tầng lớp nhân dân Hưng Yên đã làm nên đường năm bất khuất, bãi sậy kiên cường, phong trào nữ du kích Hoàng Ngân, mô hình làng kháng chiến kiểu mẫu của đồng bằng Bắc Bộ khiến kẻ thù khiếp sợ. Đồng thời, nơi đây đã từng là điểm sáng của phong trào làm thủy lợi, bổ túc văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa của cả nước. Trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước, có hơn 20 năm tái lập của tỉnh Đảng Bộ và Nhân dân Hưng Yên đã năng động tìm ra sức bật mới với những bước đi nhanh mạnh dạn cách làm sáng tạo. Đến nay đã xây dựng được nền tảng kinh tế xã hội tương đối đồng bộ vững chắc với nhiều thành tựu quan trọng kinh tế hàng năm đều tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Năm 2018, thu ngân sách trên 13.000 tỷ đồng tăng gấp 160 lần với thời điểm khi tái lập tỉnh. Là năm thứ hai, tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao chính sách xã hội được quan tâm chăm lo thực hiện đầy đủ và kịp thời an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững kính thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân hôm nay trên vùng quê hưng yên yêu dấu các hoạt động được tổ chức với chủ đề đinh ninh lời bác là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang mà nhiều thế hệ người Hưng Yên đã dày công vun đắp là động lực là sức mạnh tinh thần to lớn động viên toàn đảng bộ chính quyền quân và nhân dân hương yên tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng đổi mới sáng tạo đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trên quê hương hương yên thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tôi xin trân trọng đề nghị toàn thể nhân dân cán bộ đảng viên công chức viên chức và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đồng tâm hiệp lực nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thách thức góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp quyết tâm xây dựng hương yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh chương trình đã tổ chức giao lưu với những nhân chứng từng được gặp bác hồ tướng lĩnh tiêu biểu và những cá nhân xuất sắc đại diện cho tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh như anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trương thị tám xã đông kết huyện quế châu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trung tướng nguyễn văn việt nguyên phó tư lệnh về chính trị quân chủng phòng không không quân đồng chí phạm thị tuyến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh Cô giáo Trần Thị Thúy, trường trung học phổ thông Đức Hợp, được vinh danh top 50 giáo viên toàn cầu năm 2019 do tổ chức Vaki Fraction bình chọn, đưa ban từ vụ tỉnh đoàn tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu xuất sắc năm học 2018-2019. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Từ vụ tỉnh ủy đã tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm 2018. Sau một năm phát động, toàn tỉnh đã có 127 tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, báo chí tham gia dự thi. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả của 27 tác phẩm xuất sắc gồm 9 giải B, 7 giải C và 11 giải khuyến khích tại chương trình giao lưu nghệ thuật ban tổ chức đã phát hành cuốn sách tướng lĩnh hưng yên thời đại hồ chí minh đây không chỉ là tư liệu lịch sử để lại cho các thế hệ mà còn tôn vinh và tri ân những đóng góp quan trọng của các tướng lĩnh quân đội và công an là người con xứ nhãn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đồng thời giáo dục thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng quê hương hưng yên ngày càng giàu đẹp văn minh Chương trình giao lưu nghệ thuật đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng các đại biểu và nhân dân đến tham dự. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh hiểu đầy đủ hơn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tình cảm của Bắc Hồ với tỉnh Hương Yên và tình cảm của nhân dân Hương Yên với Bắc Hồ tạo sức lan tỏa những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực và đời sống xã hội của quê hương Phú Hiến. Qua đó, có phần động viên cán bộ, đảng viên nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà ra sức thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương mẫu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Chương trình giao lưu nghệ thuật Hương Yên Đinh Ninh Lễ Bác sẽ được Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên phát lại toàn bộ vào lúc 20 giờ 30 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp nhằm xem xét cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến đề án xây dựng khu đại học Phú Hiến, công tác xây dựng nông thôn mới ở các xã trong tỉnh chưa được công nhận xã nông thôn mới, việc hỗ trợ đặc thù cho cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa về giải quyết thủ tục hành chính, danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Cùng dự phiên họp có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua nghe ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các sở ngành địa phương về những nội dung đặt ra của phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kết luận trước mắt hai sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư về bám sát nhiệm vụ được giao, sớm hoàn thiện các văn bản để tỉnh Hưng Yên có điều kiện đẩy nhanh thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Về hạ tầng giao thông, hạ tầng giao thông tốt sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp và người dân. Bởi thực tế thời gian qua, dù tỉnh đã quyết liệt triển khai nhưng vẫn còn tình trạng thủ tục ở một số sở ngành chậm giải quyết, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Về định hướng phát triển khu đại học phố hiến trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban quản lý khu đại học phố hiến tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các sở ngành địa phương để triển khai có hiệu quả quỹ đất đã được quy hoạch thu hút các trường đại học về đầu tư. Hiện tại đã có một số trường đại học vào hoạt động trong khu đại học phố hiến để sử dụng hiệu quả đòi hỏi các trường cùng với chính quyền và các sở ngành trong tỉnh phối hợp đa dạng các hình thức đào tạo như đào tạo kỹ sư đào tạo công nhân lao động đi xuất khẩu để khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn văn phóng nhấn mạnh việc xây dựng sản phẩm chủ lực của tỉnh phải chọn sản phẩm tiêu biểu cụ thể chi tiết sản phẩm chủ lực phải là sản phẩm có giá trị gia tăng cao Đi liền với đó, phải tiếp tục xây dựng nhãn hiệu thương hiệu công bố mã vạch sản phẩm bao bì mẫu mã để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nông sản trong tỉnh. Năm 2019, Hưng Yên đặt ra mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với những xã còn lại chưa đạt địa phương phải đặc biệt quan tâm đến cảnh quan môi trường và chống ô nhiễm môi trường, chống rác thải trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Ngày 19 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã tổ chức lễ thông xe cầu Ngọc Quỳnh trên đường huyện 19 chạy qua thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Văn, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư huyện ủy Văn Lâm. Sau hơn 9 tháng thi công, công trình cầu Ngọc Quỳnh có chiều dài gần 28m, rộng 17m đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm chất lượng kỹ thuật với tổng mức đầu tư xây dựng là trên 38 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư trên 18 tỷ đồng, ngân sách huyện 14 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn La Vi tài trợ 6 tỷ đồng công trình cầu ngọc quỳnh được đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo mạng lưới giao thông thông suốt giữa các tuyến đường trong khu vực đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Ba Đình, Hà Nội, Quốc hội khóa 14 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 7 để phản ánh đầy đủ các nội dung, nghị trình của kỳ họp cũng như những hoạt động đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hương Yên tại kỳ họp. Đài phát thanh và truyền hình Hương Yên tiếp tục mở mục nhật ký kỳ họp Quốc hội phát sóng trong chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2016- 2020 Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến dành 60% tổng thời gian cho công tác lập pháp, trong đó xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết cho ý kiến đối với 9 dự án luật. Dự kiến phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày theo nhóm vấn đề được lựa chọn dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Văn phòng Quốc hội triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng dành cho đại biểu Quốc hội. Theo đó, các đại biểu Quốc hội, đó, biểu Quốc hội có thể tiếp cận tài liệu các thông tin về kỳ họp, thông tin báo chí ngay trên các thiết bị thông minh cầm đây. Bữa Buổi chiều sau khi làm việc tại hội trường, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh, bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận tại tổ 10 cùng các đoàn Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Tại tổ 10, các đại biểu cho rằng nội dung dự thảo hai luật về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệp định CPTPP theo đúng lộ trình thực hiện các cam kết liên quan đến bảo hiểm và sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh dự thảo luật, một số vấn đề cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu. Về luật kinh doanh bảo hiểm, một số đại biểu đề nghị cần chỉnh lý lại tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ đào tạo cho phù hợp với yêu cầu chuyên môn của việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Về luật sở hữu trí tuệ, một số đại biểu cho rằng đây là luật thực thi đã lâu, tạo hành lang pháp lý tốt cho quản lý trí tuệ, tuy nhiên có nhiều vướng mắc đã bộc lộ khi Việt Nam tham gia hiệp định CPTPP. Đặc biệt, về nhãn hiệu trong pháp luật sở hữu trí tuệ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng cho ý kiến về các vấn đề thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, đề nghị cần bổ sung quy định nguyên tắc xác định hành vi lạm dụng thủ tục hoặc giải thích thuật ngữ lạm dụng thủ tục, tránh kéo dài thời gian xử lý kiện tụng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số địa phương nông dân đã thu hoạch lúa xuân năng suất ước đạt 2,3 tạ một sào. Lúa xuân được thu hoạch tập trung ở thị xã mỹ hào và các huyện phục cử, tiên lữ, ân thi với tổng diện tích trên 210 ha. Trong đó huyện phục cử đã thu hoạch trên 150 ha. Dự báo năng suất vụ xuân 2019 đạt từ 66 đến 67 tạ một ha. Trong những ngày tới khi lúa chín rộ bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, vật lực để thu hoạch lúa xuân khi lúa chín khoảng 90%, nhanh gọn theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, giảm thiểu những rủi ro do thời tiết gây ra. Thu hoạch lúa đến đâu làm đất ngay đến đó để gốc dạ nhanh phân hủy, hạn chế dịch bệnh ở vụ mùa. Bên cạnh đó, giữ mực nước trên mặt ruộng hợp lý để lúa chỗ bông, kết hạt được thuận lợi, đồng thời phục vụ tốt cho công tác phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ. Nhằm giúp người chăn nuôi giảm bớt thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, trong những ngày này, các địa phương, cơ quan trên địa bàn Hương Yên đã phát động và tổ chức tiêu thụ thịt lợn cứu trợ người chăn nuôi. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêu hủy trên 124.000 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Một số trang trại chăn nuôi lợn với số lượng lớn đã đến tuổi xuất bán nhưng do nằm trong vùng dịch nên khó khăn cho việc tiêu thụ theo thông báo của Tri Cục Thú Y tỉnh, tình hình dịch vẫn còn tiếp diễn và có xu hướng lây lan vào các trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn. Để giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, đồng thời thực hiện phát động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua, các bếp ăn tập thể cơ sở giết mổ cửa hàng tiêu thụ thịt lợn an toàn trên địa bàn Hưng Yên đã tăng cường sử dụng thịt lợn. Một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đi đầu thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh vận động và triển khai việc tiêu thụ thịt lợn đến công nhân, viên chức lao động trung bình mỗi người tiêu thụ từ 5 đến 10 kg thịt lợn. Thì chúng tôi rất là hưởng ứng phong trào này, toàn thể cán bộ công chức viên chức đều tham gia tiêu thụ 10 kg thịt lợn trở nên. Từ khi có bệnh dịch tả châu phi xuất hiện đến nay thì gia đình tôi vẫn thường xuyên tiêu thụ thịt lợn chỉ sau gần một tuần phát động đã có gần 7 tấn thịt lợn được tiêu thụ, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 tấn, Sở Công Thương 1,2 tấn, thành phố Hưng Yên gần 1,5 tấn và nhiều đơn vị đã và đang lập danh sách đăng ký tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi. Trong cái quá trình tiêu thụ thì chúng tôi chỉ ra đơn vị cung cấp đấy để giết mổ và cung cấp cái thịt lợn sạch này và đã có sự kiểm soát của cơ quan thú y và con lợn này thì phải lấy từ các trang trại đã được kiểm tra lấy mẫu âm tính với dịch tả lợn châu Phi. Không những một điểm mà có thể phải mở nhiều điểm, đặc biệt là những khu dân cư đông đúc, rồi những cái khu mà hiện nay là địa bàn mà có nhiều nhà máy, có nhiều công nhân để tiêu thụ cái thịt lợn sạch này. Nhận thấy đây là hoạt động thiết thực giúp đỡ người chăn nuôi giảm bớt khó khăn, nên sau đợt phát động đầu tiên, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tiếp theo, từ đó tạo động lực để các địa phương cùng các ban ngành đoàn thể khác trên địa bàn tỉnh học tập và làm theo. Để giúp nhau phát triển kinh tế, tháng 4 năm 2018, nhiều hộ chăn nuôi gà ở xã Bình Kiều, huyện Khoai Châu đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà Đông Tảo. Việc tham gia tổ hợp tác đã góp phần giúp người chăn nuôi tiếp cận được khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập. Hiện tổ hợp tác chăn nuôi khoảng 10.000 con gà đông tảo bao gồm gà đẻ và gà thương phẩm, chăn nuôi chuồng khép kín và được vệ sinh thường xuyên, tất cả đều được kiểm soát từ khâu chọn giống chăm sóc đến bảo quản sản phẩm với hướng đi đúng tổ hợp tác chăn nuôi gà đông tảo xã Bình Kiều ngày càng phát triển, từ đó góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nhỏ lẻ, thành sản xuất có liên kết với quy mô lớn, nâng cao giá trị sản phẩm ổn định về đầu ra. Chính vì vậy, trung bình một tháng, tổ hợp tác cung cấp ra thị trường 40.000 con gà giống với giá bán từ 10 đến 30.000 đồng một con. 1 tấn gà thương phẩm với giá từ 90 đến 130.000 đồng một kg, đem lại doanh thu một tháng cho tổ hợp tác đạt từ 300 đến 400 triệu đồng, trừ chi phí trung bình một hộ chăn nuôi thu lãi 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hương Yên, trong những ngày nắng nóng vừa qua có khoảng 800 bệnh nhân nhập viện điều trị, tăng 20% so với một tuần trước đó. Trong đó, bệnh nhân điều trị tập trung chủ yếu ở các khoa nội tiêm mạch và lão khoa, nhi, truyền nhiễm. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trong những ngày nắng nóng vừa qua có khoảng 8 cho bệnh nhân nhập viện điều trị tăng 20% so với một tuần trước đó. Trong đó, bệnh nhân điều trị tập trung chủ yếu ở các khoa nội tim mạch và lão khoa nhi truyền nhiễm. Các bác sĩ cho biết đa phần những ca nhập viện đều có liên quan đến thời tiết nắng nóng như bệnh nhân bị tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường và các bệnh nhi bị viêm đường hô hấp. Và để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý bù đủ nước, có các phương tiện hỗ trợ chống nắng nóng khi ra ngoài hoặc làm việc. Đối với người già và trẻ nhỏ, cần hạn chế tối đa ra ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cay cắt, nên ở trong phòng thoáng khí, nếu bật điều hòa thì không nên để nhiệt độ quá chênh lệch so với bên ngoài để tránh tình trạng sốc nhiệt. Ngày 19 tháng 5 tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng và phát động đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày năm 2019. Tại chương trình các y bác sĩ trong câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ và Đoàn viên thanh niên xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã hướng dẫn cho gần 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách tiếp cận với những kiến thức căn bản về y tế. Đồng thời, các y bác sĩ đã tiến hành đo huyết áp, khám mắt, phát thuốc miễn phí cho người dân, hướng dẫn rửa tay sạch cho các em thiếu nhi và phát động đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người. Chương trình cũng tổ chức thăm khám và tặng quà hai gia đình chính sách tại địa phương. <laughs> ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với công an các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và công an thành phố Hưng Yên đồng loạt đột kích vào 12 địa điểm đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại 7 xã của huyện Ân Thi gồm Đào Dương, Xuân Trúc, Tân Phúc, Quang Vinh, Vân Du, Bãi Sậy, Đặng Lễ, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và khám xét khẩn cấp 11 đối tượng. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 650 triệu đồng, hai máy phách, hàng chục bảng cáp đề với tổng giá trị số tiền giao dịch khoảng gần 1 tỷ đồng, cùng nhiều sổ sách ghi chép việc bán số lô số đề. 17 điện thoại di động các loại, một xe ô tô hiệu Mercedes, một xe máy hiệu SH cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ vai trò chủ đề của hai bố con Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Tới ở xã Tân Phúc và Chu Văn Tặng ở xã Đảo Dương đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an huyện Khoái Châu vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Nguyên sinh năm 1988 ở xã Hàm Tử về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lợi dụng sơ hở của chị Đỗ Thị Loan, sinh năm 1990, là chủ quầy thuốc Hưng Loan ở xã Tân Dân, đối tượng Nguyên đã lẻn vào trộm cắp hai chiếc điện thoại có tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng, sau đó mang bán cho Đỗ Hữu Quyết, sinh năm 1985 ở xã An Vĩ huyện Quế Châu với giá 4,8 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Được biết Nguyên là đối tượng có nhiều tiền án. Năm 2008 bị tòa án nhân dân huyện Quế Châu xét xử 7 năm tù giam về tội cướp tài sản. Năm 2016 bị tòa án nhân dân huyện Quế Châu xét xử 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 9 năm 2018, đối tượng được ra tù trở về địa phương, tuy nhiên vẫn ngựa quen đường cũ, đối tượng tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!